thông điệp của Ben Rinsen nói về sự cần thiết phải tấn công và những tin tức của các đơn vị cô dắt cho biết cánh trái của quân Pháp không được yểm hộ chỉ là những dấu hiệu cuối cùng cho thấy cái thế tất yếu phải ra lệnh tấn công, và cuộc tấn công đã được ấn định vào ngày mồng 5 tháng 10. Sáng ngày mồng 4 tháng 10, Khu Tu dốc ký vào bản mệnh lệnh tác chiến. Tôn đọc bản mệnh lệnh cho Zemolot nghe, đề nghị ông ta lo việc vạch ra những kế hoạch điều quân tiếp theo. Được được nhưng bây giờ tôi không có thì giờ, Zemolov nói đoạn ra khỏi nhà. Kế hoạch tác chiến do Tôn soạn ra rất hay, cũng như trong bản kế hoạch tác chiến. Ocelot trong bản kế hoạch này cũng có viết, tuy không phải bằng tiếng Đức. Đạo quân thứ nhất tiến đến nơi này nơi kia, đạo quân thứ hai tiến đến nơi này nơi nọ, vv. Và trên tờ giấy tất cả các đạo quân này đều đến đúng chỗ, đúng giờ quy định và tiêu diệt quân thù. Cũng như trong tất cả các kế hoạch tác chiến, mọi việc đều được suy tính rất kỹ. Và cũng như trong tất cả các cuộc tiến quân theo kế hoạch tác chiến, không có lấy một đạo quân nào đến được đúng giờ và đúng chỗ. Khi bản kế hoạch đã được sao ra đủ số bản, người ta gọi một viên sĩ quan đến và sai đem một bản cho Zemolot để ông ta chiếu theo mà thi hành. Viên sĩ quan kỵ binh cận vệ, phái viên của Kutuzov, hả hê vì được phái đi làm một việc quan trọng như vậy liền lên ngựa đến nhà trọ của Zemolot. Ngài đi rồi à, người cận vụ của Zemolot đáp. Viên sĩ quan kỵ binh cận vệ liền đến nhà viên tướng mà Zemolot thường lui tới. Không có, đi vắng rồi ạ. À. Miễn sao đừng phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Bực quá, viên sĩ quan nghĩ thầm. Anh ta cưỡi ngựa đi khắp doanh trại. Người thì bảo Zemolot cưỡi ngựa đi đâu với mấy vị tướng khác, người thì bảo chắc ông ta trở về nhà rồi. Viên sĩ quan không ăn trưa tìm mãi đến 6 giờ chiều. Chẳng thấy tâm hơi Zemolot đâu, và chẳng có ai biết ông ta hiện ở đâu nữa. Viên sĩ quan ghé vào nhà một người bạn ăn qua quýt mấy miếng rồi lại cưỡi ngựa đến cánh tiến quân tìm Milorado đi dự vũ hội ở nhà tướng Kikin, và chắc Gemolov cũng đang ở đấy. Nhưng ở đâu mới được chứ? Ở đàn kia. Ở cuối thôn Jeskino ấy, viên sĩ quan cô dắt nói, tay chỉ một tòa nhà. Trang chủ từ xa xa. Sao lại ở đấy? Chỗ ấy ở ngoài tuyến của quân ta cơ mà. Họ đã cho hai trung đoàn chúng tôi ra yểm hộ. Ở đấy mấy hôm nay yến tiệc linh đình phải biết. Hai dàn nhạc, ba đội đồng ca. Viên sĩ quan vượt ra ngoài phòng tuyến đến thôn Jeskino Từ xa đã nghe những tiếng hát hài hòa và vui vẻ trong nhà vẳng ra. Đó là một điệu ca vũ của binh sĩ. Trên bãi cỏ, trên bãi cỏ xanh. Tiếng hát vẳng ra, đệm thêm tiếng huyết sáo và tiếng dẫm chân, thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò nổi lên tất cả tiếng hát. Viên sĩ quan nghe những âm thanh này cũng bắt đầu thấy vui vui nhưng đồng thời cũng thấy lo sợ vì mãi không đưa được tờ công văn quan trọng đã giao cho anh ta. Bấy giờ đã 8 giờ tối. Viên sĩ quan xuống ngựa và bước lên thềm tòa nhà cao lớn, nguyên vẹn giữa hai chiến tuyến Nga và Pháp. Trong phòng hầu rượu và phòng ngoài những nội bột mang rượu và thức ăn lui tới tấp nập. Dưới các cửa sổ có những ca sĩ đứng hát người nhà dẫn viên sĩ quan vào cửa và anh ta bỗng thấy tất cả các vị tướng quan trọng của quân đội cùng tụ tập lại đây, trong số đó có cả các bóng dáng to lớn rất dễ nhận ra của Gemolot. Tất cả các vị tướng đều mặc áo hở khuy, mặt họ đều đỏ gay và lộ vẻ phấn khích. Họ đứng quay lại thành hình bán nguyệt, cười ha hả. Ở giữa phòng một viên tướng người tầm thước, rất đẹp trai, mặt đỏ, đang nhảy điệu trích một cách nhanh nhẹn và mềm dẻo. Ha, ha, ha hoan Nikolai Ivanovic. Ha ha ha. Viên sĩ quan cảm thấy rằng trong giờ phút này mà đem một bản mệnh lệnh quan trọng đến đây là có lỗi gấp đôi, cho nên anh ta toan đứng đợi một lúc, nhưng một trong các vị tướng đã trông thấy anh ta, và khi biết rõ anh ta đến có việc gì, liền nói với Gemolov. Gemolov câu mặt ra gặp viên sĩ quan, và nghe xong, ông cấm tờ giấy, chẳng nói với anh ta một câu tối hôm ấy một người ở bộ tham mưu nói với viên sĩ quan kỵ binh cận vệ cậu tưởng anh ta bỏ đi như vậy là chuyện tình cờ à không đâu mẹo cả đấy cố ý đấy cốt chơi thăm cô novin xin mà rồi cậu xem mai tha hồ mà nát bét